Video này dành cho những bạn muốn ăn uống nhưng không muốn làm do không có thời gian để làm hoặc là không biết làm. Đặc biệt là dành tặng cho các bạn rất nhiều voucher giá trị. Hãy cùng Ben xem qua con app mới này ngay thôi nào. Get Go! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiếm Tiền Online Top 1. Mình là Ben và video này Ben sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app mới có tên là Baemin. App này dành cho những bạn sinh viên, nhân viên văn phòng hay là những người thích ăn uống nhưng không có thời gian để nấu nướng. Đầu tiên, bạn tải app Baemin về điện thoại. Sau đó, mở app Baemin lên. Nhập số điện thoại của bạn vào và nhấn vào chữ tiếp tục. Sau đó là điền mã OTP được gửi đến số điện thoại của bạn. Điền tên hay là nickname của bạn vào đều được cả. Tạo mật khẩu cho tài khoản Baemin của bạn. Điền email của bạn vào và nhấn hoàn tất. Nhấn tiếp tục. Bạn nhấn tiếp tục một lần nữa. Như vậy là bạn đã đăng ký tài khoản Baemin thành công. Sang phần tiếp theo, đó chính là lựa chọn đồ ăn, đồ uống mà bạn yêu thích. App Baemin sẽ hiển thị các món ăn, món uống gần bạn nhất. Có cả các khuyến mãi last sale nè, khuyến mãi đa tầng. Hoặc bạn có thể kéo lên phần đầu, chọn theo danh mục như là cơm, phở, đồ ăn vặt, trà sữa. Ví dụ như bây giờ Ben sẽ chọn trà sữa đi, thì nhấn vào mục trà sữa. Baemin sẽ hiển thị cho chúng ta các tiệm trà sữa từ gần đến xa. Bạn thích tiệm nào thì nhấn vào xem. Xem menu trong tiệm này có gì ngon ngon thì mình chọn. Giờ Ben sẽ chọn trà sữa chocolate đi. Bạn muốn uống bình thường hay là ít đường thì chọn vào. Chọn số lượng là bao nhiêu, mặc định là 1 ly. Ben sẽ chọn số lượng là 2. Nhấn vào dấu cộng để tăng số lượng lên. Tiếp theo là chọn topping. Chọn tối đa là 5 topping, mỗi loại đều có ghi rõ giá tiền ở bên phía bên phải. Chọn topping nào á thì nhấn vào topping đó, hoặc nhấn vào dấu X cạnh giá tiền để bỏ chọn topping. Chọn xong hết rồi á thì bạn nhấn vào chữ thêm cạnh số tiền. Nếu bạn muốn chọn thêm loại trà sữa khác nữa thì tiếp tục nhấn vào loại trà sữa mà bạn muốn đặt, rồi làm tương tự như nãy giờ chúng ta đã làm. Cuối cùng là nhấn vào chữ trang thanh toán. Ở phần đầu trang này, các bạn có thể chỉnh lại địa chỉ cho cụ thể, hoặc bạn muốn shipper giao đến địa chỉ của credit thì bạn nhập địa chỉ credit của bạn vào là được. Sau đó, kéo đến cuối trang. Đến bước quan trọng đó chính là sử dụng các mã giảm giá. Nếu bạn mới tải app Baemin thì mã giảm giá rất là nhiều luôn, như gói giảm giá 125.000 cho bạn mới. Bạn chỉ cần nhấn vào mã giảm giá để đọc thông tin chi tiết, đáp ứng đủ điều kiện là sử dụng được. Xem qua các voucher giảm giá, cái nào mình thấy phù hợp á, thì mình chọn. Đặc biệt á, nếu bạn mới tải app Baemin và đặt đơn đầu tiên luôn thì nên sử dụng mã làm bạn nhé ở phần cuối cùng. Có lúc thì Baemin thưởng cho 35.000, 40.000, còn hiện tại thì chỉ có 30.000 thôi, nhưng cũng được, giảm 30k cho đơn hàng từ 40k. Bạn nhấn vào chữ chọn. Sau khi chọn mã giảm giá xong thì đơn hàng của Ben chỉ còn lại là 40.000 thôi, đã được giảm giá 30.000 đồng. Bạn có thể chọn hình thức thanh toán bằng cách là nhấn vào chữ tiền mặt. Chọn hình thức thanh toán mà bạn muốn, rồi nhấn vào chữ xác nhận. Cuối cùng là nhấn vào chữ đặt hàng. App Baemin sẽ cập nhật cho các bạn biết trạng thái đơn hàng là đơn hàng đang được chuẩn bị. Sau đó sẽ chuyển đến trạng thái là đang giao hàng. Ở bước này, rất có thể shipper sẽ gọi điện cho bạn để xác nhận đơn hàng, để tránh tình trạng bơm hàng. Và cuối cùng là nhận hàng thôi. Như vậy là Ben đã hướng dẫn cho các bạn cách ăn mà không cần lăn vào bếp. Chỉ cần vài thao tác đơn giản thôi là đồ ăn, đồ uống được mang đến tận chỗ các bạn luôn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Tải Baemin ngay, nhận ngay voucher.